Rồi. Giờ mình đang ở đâu rồi bạn? Chả biết đâu luôn các bạn ơi. Quá trời mặt mày đâu đâu có mặt em ngu như mặt anh đâu. Đâu. Hả? Đâu. Ở mặt đẹp trai hơn em ơi. Má mệt thiệt các bạn ơi. Cảm nhận của mình á, hồi nguyên đêm nay á, cảm nhận đầu tiên là lạnh thấu xương, mặc bộ đồ sơ sài, rồi cảm nhận nó cái sườn nó gập ghềnh, rồi lông lên lúc nào nước cũng chảy xiết xiết vậy nè, lên xuống là thiền mình cứ xoay vòng vòng tròn lâu lâu đụng vô mấy bẻ vào nước cạch, thì cái gì mà thiền mình cứ làm chứ. Hello bạn nha. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay hai anh em mình làm một chuyến trải nghiệm dưới sông nước nha các bạn. Đây là hai anh em mình làm thử thách sống lên đền dưới sông nước 24 giờ nha các bạn. Không biết nói chung nước rồi, nước đang lên luôn nha các bạn ơi. Nước quá trời, chảy xiết quá trời. Để hiện tại bây giờ là 3:37. 3:37 nha các bạn. Là bây giờ 3:37 là anh em mình làm sinh tồn là 24 giờ, là 3:37 ngày hôm sau là anh em mình mới lên được bờ nha các bạn. Đây nước đang nước lớn nè, chảy quá trời chảy luôn, ngập giường tuột trơn luôn rồi. Quá nước đang xiết dữ lắm, không biết hai anh em mình thả lên đên trên sông nước không biết đêm nay sao nha các bạn, không biết ăn ngủ dưới sao à. Nói chung đồ đạc mình cũng có đem đầy đủ các bạn, chứ mình thử thách sống 24 giờ là mình phải đem đồ ăn theo các bạn, còn mình sinh tồn rồi khác các bạn. Đây anh em mình cũng có đem theo mớ cồn, bếp ga với nồi với một số mì gói với xúc xích với bánh với nước uống nữa nha các bạn. Rồi để giờ để hai anh em mình ra, tại mình cũng có làm rồi, mới giờ hai anh em làm cái thùng này chắc cũng có nửa buổi rồi, siêu dẹo tới luôn. Giờ để hai anh em mình chui ra lỗ này, nó không biết nó còn nguyên vẹn không nữa nè bạn. Lỗ này kẹt nhỏ quá nè bạn, đó nhiều khi không biết còn nguyên vẹn được cái chòi này không á, tại hai anh em mình sống dưới sông nó lạnh lẽo rồi, nhiều khi tối có sương nào anh em mình phải che vậy mới thử thách nổi 24 giờ. Mình xuống xuồng cái cô bằng bấm giờ luôn rồi, bây giờ mình bắt đầu bấm giờ nha các bạn. Cái này là chỉ chạy tới chứ không có tới là nha. Đó là đủ 24 giờ, đúng 24 là mình sẽ lên nha. Rồi ok, let's go. Để ra. Ê. Vô. Rồi. Khỏe quá. Ôi. Ra. Ra được các bạn ơi. Ra xong rồi các bạn. Nãy giờ đây. Nãy giờ anh em mình đang kẹt ở trong trong vườn dừa nước nha các bạn. Anh em mình thử lát 24 giờ sống trên sông để lên trong sông nước vậy luôn các bạn. Mời các bạn đón xem nha. Đấy. Bây giờ mình ăn mì nha các bạn. Chung cái cảm giác mình đó giờ anh em mình cũng chưa làm cái thử thách 24 giờ ở dưới sông nha. Chưa từng làm luôn. Nhỏ lớn chưa từng thấy. Nói chung ngồi lên đây xong nước lên đên ăn uống lên đây thấy cảm giác cũng mới mẻ mới lạ lắm, mà không biết tối nay sao rồi nha các bạn. Đây. Nước chảy xiết ghê luôn rồi. Sông nước lớn. Giờ là nước lớn rồi, nãy cậu nói chừng nào mới nước xuống ta? Chừ cả tiếng sau. Tầm tiếng sau đang này giờ đang nước lớn, tầm tiếng sau nước rộng nha các bạn. Đồ ăn chắc khuya cũng cái nước lớn cái nữa hả? Giờ là 24 giờ thử thách, hai anh em mình cũng gặp mấy trận nước lớn, nước rồng các kiểu à. Đây, anh em mình nhà hàng, mình ăn buffet nhà hàng nổi trên sông nữa hả? Nhà hàng ngàn sao à. Đó lắm rồi. Giờ mình bỏ gia vị vô rồi nha các bạn. Đây. Dắt gia vị vô. Đó. Cay đồ vô. Này đầu bếp cô bằng cho ăn gì đây? Cho ăn mì trứng. Trứng rồi xúc xích nữa hay vậy? Đúng vậy. Trời ơi. Có bịch xúc xích nữa nha. Ôi. Quá đã luôn rồi. Nói chứ mơ giờ hai anh em mình đuối ghê luôn á, đói nữa. Làm cái chòi này không cả buổi chiều. Rồi sữa. Chưa ăn gì hết. Sữa sang chuồng rồi mình lấy xuồng chứ. Chuồng đây chuồng heo hả? Anh em giống heo hả? Heo đang ngồi nè. Xong lấy chiếu mà nấy rồi ngồi nữa các bạn.
chứ kiểu ê đít lắm ăn 24 giờ xong nước kiểu này ngủ nghe ở sau là có cây bần luôn rồi sắc vô nói rồi nó dùng dưới nước đây giờ anh em mình đói giờ nào ăn giờ nấy luôn rồi tối ngày ăn ngủ thôi các bạn ơi hưởng thụ thôi các bạn ơi nó dùng thử thách 24 giờ thì thử thách ở dưới sông mình phải đem theo lương thực thực phẩm nước uống mới được các bạn tại là anh em mình là đúng 24 tiếng xong hai anh em mình mới lên bờ các bạn còn sinh tồn là anh em mình phải có đồ nghề lưới hoặc chài gì đó anh em mình mới sinh tồn được nó di sinh tồn dưới sông cũng khó bạn ơi khó lắm sinh tồn dưới trên bờ được có đồ ăn uống có nấu nướng được chứ còn sinh tồn dưới sông là sao có bữa xui xui không có cá thì nhìn đói đói. Thấy thèm quá thiệt đói ghê luôn á đói gung luôn các bạn ơi ôi cái đó cái đập trứng vô luôn hả đập trứng vô mình chế nước sôi vô luôn trên sông này nó thoải mái gì đâu ha thoải mái mát mẻ nữa ok cảm giác thật là yên bình giờ tới công đoạn mình đập trứng bỏ vô nha các bạn đó, đó. Béo dữ nha đây là gà nhà luôn hả gà nhà đẻ luôn trời ơi đúng sinh thái luôn á các bạn ráng theo chân mà anh em mình 24 tiếng đồng hồ nha các bạn trải nghiệm rồi tối nay ngủ nghe dưới sông rồi có những cái gì là lạ được nói nghe ghê giọng nậu dạ chế cái đồ chắc nha các bạn anh em mình không có gì cầm rồi nước sôi nè ra nắp ra dẹp này để chứng tỏ quá đây. Đúng thật giờ nóng nha à, đổ cái không biết xong không à xong rồi nha các bạn chính rồi nha các bạn ơi đây ly của mình đây trời quá trời hấp dẫn dữ bạn ngon quá đây. Rồi em cảm giác ăn mì dưới sông coi sao rồi em dứt đi lên cái chuyện đói quá đói rồi nhịn ly mì hửi cái mùi mì không là chịu không nổi vậy á trứng gà trứng nè gà ta là gà nhà cái mình húp sống vậy luôn hả à. Tay tái hả còn tái luôn nha béo quá các bạn ơi thử cục xúc xích nha các bạn sao coi chừng nóng nha từ từ nha tính ra tối cái anh em mình có cái này làm là kiểu như cái lò sưởi luôn mà ấm ấm luôn tại vì đây các bạn tại vì dưới sông mà lạnh lắm rồi hai anh em mình không có màn mùng gì đắp hết nha húp thử miếng nước như nãy bạn. Cô Bằng có đem cái màn nhỏ nhỏ hả đúng rồi lạnh cái hàng mình đắp húp thử miếng nước rồi sao nghe các bạn sao sao nước vừa ăn luôn nha thơm ngon chứ nói chứ hoa hai anh em mình đem cái mền tí nỉ rồi đó bạn chứ để sắp tết rồi cái sương này con không về nói kỳ không giờ đây giờ ra nấu trời ơi đổ trời ơi gì đổ luôn vậy nói là quan man tát nước là lên chứ vô cái thử cái mì quốc dân của mình nha các bạn chứ anh cảm giác ăn mì với lên đên sông nước kiểu này là anh thấy tê rồi đó khá ngon quá sao ăn mì không mà cảm giác đã dữ bằng nó thiệt chứ đó giờ ở trên bờ mình ăn đi mì sao thấy bình thường này thấy nó hấp dẫn ăn cục xúc xích vô quá anh cũng hết chịu nổi rồi mà ơi thôi để em quay cho hả để em quay cho anh review thôi hai anh em mình gác máy làm luôn đi vậy thôi hả anh lụm luôn đi rồi thôi hai anh em mình lụm hai ly mì các bạn chịu à thử luôn nói chung 24 giờ trên sông là mình đái mình đái vậy trên sồn luôn nha các bạn đây má quờ quờ cái đụng xong rồi dục luôn tối mà thấy mấy cái bao nó sôi thôi
tối mà đây mà tối nhiều khi mình đang ngủ mà lỡ mơ mơ màng màng thấy mấy cái bao trắng trắng trồi sạc qua trước mặt thôi rồi luôn chứ. Tuồn chạy mà không biết chạy đường nào nữa nè. Thôi làm nghỉ tối rồi hả? Nãy giờ nam mình cũng đang trôi lên đên rồi. Nãy giờ chắc đi cũng xa hả bạn? Xa. Đây không ạ? Xa nhà. Lót đầu nằm nằm đi, nằm nghỉ đi. Nào giờ mệt nè. Cú bàn cũng còn. Đây em rồi. Quá. Đã quá nằm nghỉ giấc đi. Giờ nằm nghỉ đi, ở giờ nằm ngủ đi rồi tối thức. Bánh còn cây nè các bạn ơi. Các bạn thấy bánh không? Thấy bánh còn tiền không? Cái gì mà đúng đích vậy? Nằm nghỉ đi. Hiện tại là cái dòng nước sau cuốn mà anh em mình lại ngay chỗ này kiểu như góc cua hả bạn? Này là ngay khúc cua này hơi lớn nha. Ngay đây rộng ghê ta. Làm như đây có cái dòng sấy cái tấp cái xuồng của anh em mà vô ngay dưới đất cây bần khủng luôn nè bạn. Ngay đằng luôn. Ở đây. Cái bần luôn. Ngay cái bần luôn. Đây mà. Hồi nãy giờ nhiêu phút rồi bạn? Ồ tiếng mấy quá. Cái bụng tiếng mấy quá. Sau thời gian trên đây nó lâu quá bạn. Lâu quá. Hả? Còn như trên bờ thì nhanh quá. Nặng cái này quá. Hả? Ừ. Che quá đài mà, thấy không? Che quá. Thấy à, thấy. Nói chung cũng sắp tối rồi các bạn ơi. Nãy giờ nhiêu đâu bạn? Thử thách của hai tụi mình được 2 tiếng rồi. Đây đây. Ủa. Ngược. để anh quay camera lại. 2 tiếng 1 phút rồi nha bạn. Còn 22 tiếng nữa bạn ơi. Đâu bằng tôi thui bạn. Mở đèn lên em. Vậy. Vậy. Má mới có mấy tiếng đồng hồ bị sản luôn rồi hả? Đớn chuyện vậy. Đâu à bạn, mở máy lên coi. Nãy giờ mình đi được mấy tiếng rồi. Nói chứ chiều giờ anh em mình cũng nghỉ được tí nha các bạn. Được 3 tiếng mấy à? 3 tiếng 17 phút rồi các bạn ơi. Như cảm giác thì nói chung cảm giác mới có 3 tiếng mấy thì nó chưa đến nỗi nào ha. Để mai coi xem sao. Để anh em mình cũng ngồi tâm sự, ngồi nghỉ, nằm nghỉ lưng tâm sự chút để không ấy, nếu ngủ được thì anh em mình cũng ngủ miếng nha các bạn. Ngủ miếng để tối có gì dậy đập mũi các bạn ơi. Đập mũi với canh nha các bạn ơi. Với canh này nọ chứ giờ sông nước vắng lắm, khu này vắng lắm nha các bạn. Giờ bắt đầu mùi sương nó xuống, hơi lạnh nha các bạn. Gặp ở dưới sông mà có sương nữa, mùa này sương nữa. Dạ kiểu hình như sắp tới Noel hả ta? Đúng rồi, gần tới rồi. Noel tới. Hèn chi nó lạnh ngát. lạnh ngát. Rồi hai anh em mình 3 tiếng 17 phút. Còn 21 tiếng mấy nữa. Nước ông nào. không nước lấy gì mà nấu. Trời ơi, luôn chết luôn. Nó thiệt cảm giác ói ghê luôn, chiều giờ luôn. Nó lình bình á. Đây, lại mì tiếp. Lại là mì tôm. Mì quốc dân nha các bạn. Tôi chặt dưới không anh? Anh bắn trời không anh? Mì tiếp, mì muôn năm. Nhưng mà trước khi mình ăn mình phải làm thủ tục cái nữa các bạn ơi. Quên nữa các bạn. Mình tại... mình kiểu lên sông nước này á, mình không biết mình đi đến đâu mà thuyền mình tấp vô chỗ nào. Giờ anh em mình đây, anh em mình cũng có ăn thì giờ mình có độ gì cái mình cúng ông bà thủy, ông bà khúc mày không mặt để tối anh em mình ngủ thật là mênh mông. Đây nhà cửa cũng có, tối anh em mình ngủ nhiều khi không cúng, nhiều khi ngủ không biết có sao không bạn. Để mình làm thủ tục cúng kiến trước các bạn, để anh cúng các bạn ơi. Anh cúng mày tối ngủ nghề, giờ mình cũng có gì cũng nấy đi. Rồi ok các bạn ơi, gì cũng làm đâu đó cũng vậy.
thủ tục đàng hoàng. Tại mình đi giờ mình trôi đi xa quá xa, nhiều khi trúng những chỗ không nên ở á các bạn. Ừ. Vậy mình phải cúng trước thôi. Giờ anh em có vậy anh em cúng vậy không ạ? Giờ anh em đấy, giờ cũng 9 giờ nấu nước ăn mì cái khỏe giấc anh em cũng ngủ 7 miếng các bạn. Chứ vợ lên lên bập bền vậy mắc ối quá khó ngủ lắm nha các bạn. Chứ anh thu ra là anh cảm giác là vẫn còn ngon như hồi chiều á. Giờ cao cao lên rồi mà các bạn dùng miếng xúc xích như mà nè. Hơi khô nước ha. Kẹo kẹo vậy ngon lên. Được, hút miếng nước à. Còn đã ê đỏ đỏ tôi dục dục cái nồi luôn à. Chạy chạy kỳ với ta sao trục đặt kỹ thuật hoài ta kỳ á. Mà các bạn ăn ly mì ra anh em rồi nha, mình hút miếng nước à. Nóng quá, nóng nóng đổ mì lên quốc miếng mì à. Nó đẹp. Nếu ai đã ăn mì gói mà đã ngán rồi thử thách 24 giờ xuống sông như anh em mình đi, là cảm giác là như lần đầu tiên mới gặp nhau vậy. Nó ngon gì đâu luôn, ngon gì đâu à. Làm chả nước miếng ông nào. Bình thường trên bờ ăn mì ăn gì nổi, xuống đây cảm giác mới lạ. Xuống đây là cảm giác có mì gì vậy, đâu có cốc cốc vậy vậy hả gì ông nội gì á, nãy mới cúng rồi mà gì á hả. Thôi ăn đi, thôi hạn chế vụ đó đi. Có cũng không như không biết à. Mở bạn ha. Ảo quá bạn, ngon không? Như lần đầu tiên không? Như lần đầu tiên mới gặp nhau. Ta đã biết yêu nhau rồi. Trời ơi. Ly thứ hai nói chung vẫn còn ngon. Mà kiểu bập bệnh với sông nước hơi mắc ói, hơi mệt nha các bạn. 11 giờ, gần 11 giờ rồi. Anh em mình cũng trải nghiệm thử thách 24 giờ lên đên dưới sông nước cũng được 7 tiếng mấy nữa mà. Bây giờ ráng ngồi anh em nói chuyện chứ nói thật sự là thử thách dưới sông rất buồn các bạn. Khó buồn quá. Chán khó ngủ ghê luôn, lạnh lưng cứ bập bềnh một bệnh muốn trào nước ra không. Rồi để hai anh em mình cũng gác máy mà anh em ngồi nghỉ ngơi ráng ngủ một miếng các bạn ơi. 12:35 các bạn ơi. Anh em mình thử thách được gần 9 tiếng rồi nha các bạn. Sờ nước sọt sạc sọt vẹt không ngủ đâu. Mình nói nhỏ nhỏ cho anh em bằng mình ngủ nha các bạn. Mình nói lớn quá sợ nó thức. Nãy giờ mới chập mắt được miếng mà. Hiện tại 2:35 nha các bạn. Rồi. Được gần 11 tiếng rồi, gần nửa chặng đường. Qua rồi. Giờ mấy giờ bạn? 2:59. 2:59 qua rồi. Lạnh quá rồi. Anh em mình lạnh quá chịu hết nổi luôn rồi. Trời ơi. Anh em lấy cục cồn với lấy cái bếp bắt nước lên cho nó sôi lên, dở cái nắp lên. Có cái hơi nóng nó hắt lên cho nó đó. Hơi nóng hắt lên cho nó ấm các bạn. Đó, trời nó lạnh thiệt nè con nè.
Con nói nghe gà nè. Ghê á. Làm mà không ngủ được mà mũi trắng không thể nào tả được nha bạn. Nói. Cho bạn cảm nghĩ sao bạn? Hả? Hết đâu nào, lạnh quá. Vậy giờ gà ra cục. Thật lạnh ghê. Tối ơi, tối. Lạnh lắm các bạn ơi. Tối gì quái hay gì cứ quặn đùng đùng cái xuồng mình cứ sập sình tới luôn không ngủ được. Đang ngủ để cái đùng hết biết. Vậy ừ. Luôn. Rồi sập sình lớp nó lạnh xương xuống rồi mũi cắn nữa. Không có gì chưa nói. Giờ không biết hai anh em mình đang coi về chỗ nào luôn nữa. Ôi. Sắp sáng rồi. Sắp sáng rồi các bạn. 5:30 rồi mà. Đại Phật thành lên luôn. Ông mẹ mặt ngu ngơ ngâm nữa, dốc dốc. Mặt sần sượng ra mà. Quá trời không mệt. Quá. Nguyên đêm mà mình chắc đầu hôm tới giờ mình gom lại mình ngủ chắc được 2 tiếng mấy nữa bạn. Còn em nay đêm hôm rồi ngủ được không? Được 3 tiếng không? Chắc cả 3 tiếng mấy nữa. Nói chung lạnh quá rồi. Chứ các bạn thấy không, nước rồng nước lên xuống chỗ này nè. Mình hên mà cái xuồng của anh em mình vướng vô ngay cái hốc này là bị kẹt trong đây luôn các bạn. Chứ mấy giờ anh em mình nó tính ra hôm những lúc mà anh em mình ngủ hơi mệt á, ngủ tầm nửa tiếng 1 tiếng vậy, cái giật mình vậy cũng trôi đi tùm lum tùm la rồi. Để anh em mình dậy xúc miệng cái anh em mình định hình lại coi đang nằm ở hướng nào nha các bạn. Bơ mì gói vợ đau họng là miệng lỡ lét. Ôi quá trời. Đi chuyến này thử thách 24 giờ về thấy có mì khủng hoảng luôn. Nhát luôn chứ. Má xúc trên xuồng má chứ con chòm chòm nữa. Em chòm mé đó thì thôi à, em chòm mé đó, anh chòm mé đây. Chòm chéo lại. Rồi. Giờ mình đang ở đâu rồi bạn? Chả biết đâu luôn các bạn ơi. Quá trời mặt mày đâu đâu có mặt em ngu như mặt anh đâu. Đâu. Hả? Đâu. Ở mặt đẹp trai hơn em ơi. Má mệt thiệt các bạn ơi. Cảm nhận của mình á hồi nguyên đêm nay á. Cảm nhận đầu tiên là lạnh thấu xương. Mặc bộ đồ sơ sài. Rồi cảm nhận nó cái xuồng nó gập ghềnh. Rồi lông lên á, lúc nào nước cũng chảy xiết xiết vậy nè, lên xuống rồi thiền mình cứ xoay vòng vòng tròn lâu lâu đụng vô mấy bẻ giờ nước cạch. Thì cái gì mà thiền mình cứ làm như ai mà lật thì sao các bạn. Cái gì đâu cá quặn làm như người ta nhảy xuống tắm vậy, đùng vậy. Trời ơi. Lâu lâu để cái hình cái thiệt chứ. Cái mấy bẹ giờ nước nó kêu xào xẹt không thể nào ngủ được luôn á. Trải nghiệm thiệt, 24 giờ ở trên sông lên sông nước ngủ qua đêm nữa thiệt. Khó khăn thiệt luôn. Đâu định hình thử các bạn. Này cỡ ngàn hải lý ngày qua mình xuất phát đi giờ. Cỡ đó. Ngàn hải lý hả? Thấy đã. Nè coi nước nè. Xiết mẹ. Đứng không xỉn nẻ ngồi xuống đây ngồi thôi. Đứng xỉn nẻ luôn á. Tí nữa rớt này rồi các bạn. Sáng anh em còn xỉn nẻ luôn mà các bạn. Quá mệt. Đâu sửa cái biệt thự mini lại muốn mấy tí nữa sập luôn rồi. Gì đó. Được rồi. Rồi. Không vừa cái rớt mẹ. Rồi
ơi. Lạnh quá các bạn ơi. Ăn sáng đi. Ờ, mình ăn sáng đi. Ăn gì sáng, ăn gì đây? Ăn bánh bánh bon hả? Bánh bon này với nước ngọt nha. Ôi quá trời các bạn. Chạy quá. Đây. Đấy vợ trôi. Anh em mình nãy ăn sáng xong tự nhiên mệt quá, mệt anh em mình nằm lát nữa tự nhiên vậy trôi đi càng xa hơn nữa các bạn. Đây 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 nè. Nước quá trời chảy xiết. Ôi. Nãy giờ không biết về nơi chốn nào nữa. Chứ hai anh em mình nằm hiu hiu cái vậy là một nơi xa nha các bạn. Giờ là 9 tối rồi, 9 giờ 8 phút rồi mà. Đây. Tối ghê trời, không thấy luôn. Anh em mình đã thử thách sống lên đên sông nước được 17 tiếng 27 phút. Rồi, cô Hoàng đang sao nha các bạn? Hello các bạn. Đó. Giờ hai anh em cứ ngồi thả đi đâu đi tới đó. Thả giờ chứ. Trời kiểu này nắng quá mà ơi. Không giờ. Hồi qua là nước nước đang nước lớn là đi đi trở ngược lại mình, là hai anh em mình có ngay mấy cái khúc cua đâu á, có mấy chỗ lùm lùm mấy cái hốc, cái xuồng hai anh em mình kẹt vô đó. Có chỗ trú nắng là cũng mát mẻ rồi. Còn giờ hai anh em mình đi kiểu vậy. Thấy hơn trước không? Hai bên thì không có cái hốc nào á. Cứ xuồng cứ vậy cứ nó thả tới hoài. Chứ hồi tối anh em bị mất ngủ, đơn đơn về nhận nhở mất ói, vợ trôi đi kéo vậy mà nắng nữa. Cái chòi của anh em mình gì đâu rồi. Cái biệt thự gì đâu mà nằm ở trong nó nắng nó rội tới trong luôn. Anh em mình cũng còn được mấy ly mì với mấy trứng gà. 3-4 trứng gà gì rồi hết luôn à. Ồ đây xưởng gì ta? Sơ dừa hả? Ô coi cầu ta chạy nè. Gì đâu nghe cà bực cà bực cà bực. Ô ngay chỗ này xiết lắm mà. Quá trời. Đây còn nước nữa mà. Ôi cầu này cầu cây các bạn ơi. Trời ơi giờ còn cái cầu cây của này nữa bạn. Hèn. Hèn chứ chảy cà lấp bóp, cà lấp bóp. Bây giờ còn cầu cây nữa ta. Má trâu đâu mà ăn như vậy. Đây. Ở đây là một. Xưởng, mấy xưởng này làm sơ dừa. Mấy xưởng này làm sơ dừa hết nha các bạn. Đa số ở Bến Tre rồi, đa số mấy xưởng sơ dừa nhiều. Trời ơi, thất bại. Hết nói luôn. Cảnh này không dám ngồi luôn. Cuộn nó xây vòng luôn à. À giờ xuồng hai anh em mình đang xây một vòng luôn nè. Ờ coi. Ghê thật chứ. Bí nó sập. Sập cái biệt thự che nắng cho rồi. Ừ. Xưởng xưởng này xưởng làm sơ dừa nha các bạn. Cái gì? Anh em đang trôi giữa sông luôn à. Đây không có gì che, quá trời nắng nó nóng. Có chòi sao mình chòi cũng nắng như không. Để tối anh em mình che sương dễ ngủ không ạ. Cá lồng tông thấy ham luôn rồi. Cá lồng tông nè. Đơm nhoi 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 nhoi. Quá trời cái ham tự nhiên đâu xuồng anh em trôi xuống nhìn thấy cá lồng tông đơm đơm nhìn thấy thèm tới. Thèm cá kho lạ. Ừ, ngày kho ăn cơm. Cá sông nữa. Chết bà rồi bạn. Kỹ bạn. Hả? Ôi. À. Thiệt tình. Chịt. Cống ngăn đập nước mặn nha các bạn. Nãy hai anh em mình tán chiếc xuồng vô cái ụ kia tưởng đâu tiêu luôn rồi các bạn. Đây người ta đang làm á.
Đừng tông vô chiếc ghe nha. Trời ơi trời, giấy trời với Phật. Ghê quá trời ghê. Thôi hai anh em mình thả trôi chỗ này thấy nó hơi lố rồi các bạn. 24 tiếng mà anh em mình thả trôi gì đâu, đi giờ không biết cái hướng nào đi mà 48 tiếng đi tới Mỹ. Công ty này công ty dừa xuất khẩu dừa lớn nhất tỉnh Bến Tre các bạn. Đó. Nghe nhiều người nói lắm, nay tự nhiên sau thả trôi xong hai anh em xuống đây mới thấy được công ty dừa xuất khẩu lớn nhất tỉnh Bến Tre ở đây các bạn. Quá trời. 9:56. Đâu coi mình hành trình mình được 18:16 rồi nha các bạn. 18:16. Còn 6 tiếng nữa hả? 4 tiếng nữa. Vậy 6 tiếng nữa. Ngồi ráng rồi. Ôi. Nãy hai anh em mình nước sấy sấy rồi đó, tấp vô lỗ đó, giờ trôi đi chỗ khác nữa. Đó là ta đang sửa ghe các bạn. Ôi, trôi đi qua cầu dây luôn rồi. Đây đây, sẵn mình quay các bạn coi luôn. Đồ thấy ghê các bạn, sắc sắc đó các bạn. Trời ơi. Cầu nè, xét mà lủng vậy, chạy nguy hiểm ghê vậy ta. Rồi coi nào bạn. Dài luôn đó. Ô, giờ không biết tấp đâu nữa đây. Hên xui đi. Hoài luôn mà. Dướng lỗ này hết rồi. Hết lỗ này tới lỗ kia, trời. Tấp ngay cái lỗ này luôn. Tấp ngay cái lỗ mấy chiếc ghe lớn nó đậu nè các bạn. Đây. Ngay chỗ ghe lớn đậu có mấy cái hốc dừa nè. Với kẹt nữa, mình kẹt vô giữa cái nắp cây luôn. Anh em cũng làm được tí xíu cũng ngủ được mấy rồi à. Ôi, buồn ngủ quá, buồn ngủ mệt. Rồi, anh em mình nấu mì ăn. Còn nhiều ăn nhiều. Còn nhiều mì chết chỉ còn 4 trứng. Ở đây mình còn được 2 ly mì với 2 cái bánh hết luôn. Xong. Hơi ngáo ngáo. Ồ. Giờ cái ly mì nó còn ngon không? Cũng còn được chút đỉnh. Đây. Chiều nay nữa ngáo thiệt à. Mình với cô Bằng giờ nói chuyện muốn sẵn muốn hết nổi luôn. Đây, ly mình nữa mà. Đủ quá các bạn. Hôm qua còn sung sãi chứ nay sao đủ quá. Giờ nước nước chuẩn bị nước lớn lại, thuyền có ổ xuồng có, hai anh em mình chuẩn bị nó ve ve từ từ ve ve ra cái lỗ mắc cạn rồi nè bạn. Từ từ ve ra nước lớn máy nó quay trở lại vị trí ban đầu nữa. Xa dữ rồi, không biết ve lại nước lớn dữ không, không biết trôi về được tới đâu đây. Thôi anh em mình ăn đi. Ăn đi. Cái mè hả? Con cá gì? Cá mè. À. Ôi. Nãy giờ cũng nước nãy giờ nước lớn lên cũng mạnh mạnh nữa mà. Tới cống rồi mà. Cầu đang chuẩn bị hoàn thành. Ồ, cái cống đập ngăn mặn. Ghê à. Ồ, hai bửng luôn à. Hai bửng xuống à. Ngăn nước mặn vô. Quá độc đáo. Thở nãy giờ cũng 8.000 cây số. Trời ơi gặp. Gặp có hai ghe lớn chạy qua đúng rồi. Gặp luôn. Trời ơi sống nè. Quá. Ôi bãi thiệt luôn. Cá lớn ăn cá bé. Ôi tưởng đâu úp sọt luôn vậy. 12:47. Ồ hai anh em mình đã qua đi được 21 tiếng rồi nha các bạn. 21 tiếng
7 phút. Như cái mặt lạ cái mặt. Trời ơi trời ơi. Ôi ơi 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 ơi. Mày lật xuống. Lật xuống. Vậy lại, vậy lại, vậy lại. Lật xuống. Trời ơi. Ôi vậy 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 luôn. Mình tí tí nó chìm xuống luôn rồi. Quá là hai thằng ngủ mặt nhợ ngu như con ba bít luôn. Mệt gì đâu mà luôn. Anh thấy trời này tới giống tới chiều rồi các bạn, đâu mở điện thoại coi mấy giờ rồi. Nào. 3:41. À, thời gian mình được nhiêu à, đủ tiếng vậy? 24 tiếng rồi các bạn ơi. Nào. 24 tiếng 1 phút rồi các bạn. Dư 1 phút rồi các bạn ơi. Nói chung mình đã hoàn thành thử thách rồi các bạn ơi. Sao bạn? Cảm giác sao? Ngồi tới rồi. Cảm giác nó mệt mỏi, nó buồn chán quá. Có thiệt chứ à. Có thiệt chứ à, các bạn. Nè, anh em mình thả nè. Giờ đang trôi tự do luôn. Anh em mình trên sông nước về đúng rồi thiệt. Không lẽ mình muốn về nhà liền luôn các bạn. Mệt nó, mỏi quá. Nó mệt gì, nó buồn, nó thời gian nó trôi rất lâu luôn. Mà nó chứ thà nước im á, không nói. Cái nước nó chập tràn vậy nè bạn. Để sống nó dập, không thể nào ngủ ha, mình nằm yên được chứ. Lúc nào người cũng trạo trực muốn ói nữa. Nó thiệt chứ cái thử thách 24 giờ trên xuồng ở trên sông thả theo trôi sông chỗ này là hơi cũng hơi vất vả nha các bạn. Nói chung anh em mình cũng hoàn thành clip 24 giờ ở thả trôi sông lên đên trên sông nước rồi. Này sông đang nước lớn quá trời, anh em mình thả vậy giờ hai anh em mình lát không lẽ bỏ xuồng đâu mướn cho ôm chạy về mà ơi. Chứ giờ không lẽ sao hai anh em mình chèo về tới nhà nổi. Giờ cũng chiều rồi, 4 giờ đuối quá đuối nè. Mình đã lớn hơn cô bằng cũng nhiều tuổi lắm mà mình sức khỏe mình cũng bự con hơn cô bằng nữa mà mình còn đuối vậy. Cô bằng cỡ nào á, thấy sao dướng dướng nhánh dừa đó nè. Hai anh em mình trải qua, hai anh em thả tự do dướng biết nhiều nhánh dừa đó. Sập cái chòi cũng mém sập chòi rồi, anh em giữ thì phải giữ lại nữa bạn. Nước nó dướng vậy nè, đó. Nhánh dừa nè, nhánh dừa nước sau lưng hai anh em mình nè. Tùm lum hết rồi. Lum la đó, bởi gặp sông nước này chảy xiết nữa, thả tôi sông hơi mệt lắm nha các bạn. Nói chứ clip cũng thử thách cũng hoàn thành rồi, cũng thôi giờ về mà ơi. Quá đuối. Về tắm rửa nghỉ ngơi này nọ. 24 giờ hoàn thành cũng mừng húm luôn, thiệt phải nói thiệt giờ muốn. Này mới biết cảm giác muốn ở trên bờ là thế nào nha các bạn. Ơi. Ăn được hộp cơm. Clip cũng mình cũng không nói nhiều đó, clip các bạn thấy hay cảnh thử thách 24 giờ trên sông nước, các bạn đừng quên cho anh em mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình để có động lực làm những clip hay hơn nha các bạn. Thôi anh em tạm biệt các bạn luôn nha. Tạm biệt các bạn nha.